Phần này tôi hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng tia nắng từ cửa sổ này vào. Tôi có thể tạo như sau. Đầu tiên các bạn nhân bản một layer mới bằng cách các bạn nhấn đối tượng và nhấn Ctrl Z trên bàn phím, tạo hai layer. Layer trên để dễ dàng và nhanh chóng hơn, tôi sẽ hòa trộn dạng soft light. Các bạn thấy ngay rằng tôi hòa trộn đối tượng của chúng ta có một sự khác biệt tương đối lớn, hình nhảy sắc nét và đẹp hơn rất nhiều, đúng không các bạn? Nó không còn mờ ảo nữa mà trông trong hơn. Nếu các bạn muốn, chúng ta có thể giảm đối tượng opacity xuống. Còn tôi sẽ để nguyên mặc định. Tiếp theo, tôi hướng dẫn các bạn tạo tia nắng từ vùng cửa sổ này vào. Đầu tiên, chúng ta về công cụ chọn. Các bạn chọn đối tượng này. Chọn đúng ô cửa sổ vùng này. Và kéo sao cho song song cái mép màu đen này này. Thấy các bạn, tôi kéo tương đối song song. Và tôi kéo xuống dưới này luôn. Ví dụ như vậy. Bây giờ các bạn chọn một màu tương đối vàng, vàng trắng. Ok. Các bạn về công cụ Gradient và chọn kiểu kéo từ vàng qua trong suốt. Và kiểu của nó là kiểu giải Gradient. Tôi kéo, kéo sao cho phương song song với đường này của chúng ta. Tôi kéo thế này. Xin lỗi các bạn, chúng ta phải tạo một layer mới, sau đó mới kéo, thì cần chuẩn Z lại. Và nhấn Ctrl Shift N. Nhấn OK, tạo layer mới trên cùng. Tôi kéo ở trên này. Thì thấy giải màu của chúng ta đã phủ lên các đối tượng này, tôi cần chuẩn D bỏ chọn. Tiếp theo các bạn vào Filter, vào phần Blur và chọn phần Gaussian Blur. Tôi tăng lên khoảng 20. Để cho cái đường biên này mờ mà nhẹ đi, tôi OK đóng lại. Để đối tượng của chúng ta trông đẹp hơn nữa, các bạn vào công cụ Gaia. Bấm vào đây. Các bạn loát lên một vài kiểu, ví dụ như tôi chọn kiểu Noise Sample. OK. Tôi lấy đối tượng này, các bạn nhấp nút hai lần chuột trái vào. Bây giờ tôi sẽ tạo dạng tia. Các bạn sẽ add layer mask cho đối tượng này. Bây giờ các bạn chọn đối tượng này, bấm vào biểu tượng layer mask, add vào và tôi chọn chính các công cụ này mà thôi. Bây giờ chúng ta kéo đối tượng này. Các bạn nhấn chặt chuột trái kéo, kéo theo phương vuông góc so với hướng tia. Tôi kéo bỏ tay ra. Các bạn thấy điều gì xảy ra? Chúng ta thấy rằng ánh nắng tạo dạng tia. Tôi có thể cần chân dắt lại. Các bạn kéo sao cho song song với đường này này. Xin lỗi các bạn, vuông góc với đường này thì hợp lý hơn. Tôi kéo và bỏ tay. Vậy là rất nhanh chúng ta đã xử lý xong phần tia nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào. Nếu như các bạn muốn để nguyên thế này thì có thể giảm phần opacity xuống. Còn tôi sẽ chọn một chế độ hòa trộn, là soft light. Enter. Nó chỉ mờ ảo nhẹ nhẹ thôi thì trông đẹp hơn. Tôi bật để hiển thị. Khác đi rất nhiều các bạn. Ánh sáng chúng ta được nhấn nhá, trông đẹp hơn rất nhiều. Thì đây cũng là một chiêu để chúng ta xử lý phần hậu kỳ sao cho đẹp và ấn tượng nhất.